Hương Yên này ngon rồi các bạn ạ. Sáng nay là vừa mới khánh thành cái đường dây 500 kV ở Bố Trạch ra Phố Lối ở Hưng Yên. Đấy, có cả chú Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia. Vì sao lại ngon đấy? Bởi vì công nghiệp hay bất kỳ một cái gì đều cần đến điện. Nhất là công nghiệp, nếu muốn thu hút được các tập đoàn lớn của quốc gia khác nước ngoài đến thì họ quan tâm đến vấn đề đầu tiên là điện. Và các bạn biết vì sao mà ở trong miền Nam ấy, ở Bình Dương hay Đồng Nai ấy, người ta lại nhiều khu công nghiệp không? Rất nhiều khu công nghiệp trong đấy, chứ không phải ngoài Bắc mình trong thời gian trước không? Tất nhiên là nó có nhiều yếu tố, nhưng yếu tố đầu tiên nó phải điện. Điện đường, đấy, điện. Điện để sản xuất, điện để thi công, điện để lắp đặt, vân vân tất cả mọi thứ. Cho nên là Hưng Yên mà đón là thêm cái mạch 3 của 500 kV này, khánh thành này, thì cái việc mà thiếu điện hay là cung cấp đủ nguồn điện cho các tập đoàn khác về đó là sẽ rất nhanh. Chứ còn nhiều nơi là không có điện đâu, thiếu điện trầm trọng lắm các bạn ạ. Vừa rồi các bạn nhìn cũng thấy mấy cái tập đoàn đấy cũng là điện thiếu, nên là họ đáng lý ra là họ mở rộng quy mô đấy, ví dụ như Hải Phòng này đây kia chẳng hạn. Nhưng mà thiếu điện nên là họ lại giảm bớt đi chẳng hạn. Đấy là một trong những nguyên nhân yếu tố mà chúng ta nhìn đấy là gì? Khi đi đầu tư là chúng ta phải nhìn hệ thống điện đầu tiên. Các bạn mà vào Bình Dương thì các bạn thì thấy những cái đường điện ấy nó đan xen nhiều lắm, nó như mạng nhện. Thì bây giờ các bạn đến Hưng Yên, các bạn đi con đường cao tốc dọc từ Ecobắc, các bạn chạy thẳng xuống tỉnh Hưng Yên, hay các bạn đi từ đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, các bạn rẽ ra cái chỗ Yên Mỹ ấy. Đấy, các bạn rẽ cái lối xuống đấy thì các bạn rẽ sang đấy là các bạn thấy được một cái cao tốc là Hưng Yên Thái Bình. Đấy, nó rất là phát triển ở đấy và rất nhiều đường điện ở đấy. Nên Hưng Yên có thêm cái đường điện này thì nói thật là cũng hơn các địa phương khác nhiều đấy các bạn ạ. Bởi vì điện mà lại chỗ nào nhiều điện khỏe nhá, đầu tiên là phải có điện, thứ hai là điện phải khỏe. Đấy thì nó mới cung cấp đủ cho tất cả các doanh nghiệp khác đến đây để gì ạ? Sản xuất, để kinh doanh, để làm tổ. Thì đấy là một tin vui cho thị trường của Hưng Yên. Và công nghiệp của Hưng Yên càng ngày càng phát triển. Các bạn nhìn như cái khu Lý Thường Kiệt dọc cái đường cao tốc Hà Nội gọi là Hưng Yên Thái Bình ấy, thì các bạn mới biết được cái cao tốc 14 làn xe mới nhìn thấy nó kinh khủng như thế nào. Đấy, mà thêm điện rồi nữa, điện đường nữa thì chỗ đấy sẽ rất là phát triển. Ân Thi, Yên Mỹ rồi đấy, Khoái Châu rồi, các bạn nhìn thấy các đại dự án đô thị về đấy mà. Thì đây có điện dân dụng, còn kia là điện công nghiệp. Đấy, thì cứ con người là phải cần đến điện thôi. Nên sắp tới là Hưng Yên có thêm rất nhiều cái sự phát triển. Đấy, bây giờ các bạn đầu tư và đầu tư theo sự phát triển của Hưng Yên, chứ không phải đầu tư theo kiểu là cái tin của Hưng Yên nữa nhá. Ai không biết gì thì các bạn có thể đăng ký gói tư vấn, dịch vụ tư vấn. Đấy, đất nền là 20 triệu, của đất dự án là 30 triệu. Mình sẽ chỉ cho các bạn những cái chiến thuật, những cái chiến lược đầu tư ở đấy như thế nào. Vẫn còn nhiều điểm ngon lắm nhá. Con người lãnh đạo kiệt xuất thì còn nhiều lắm nhá. Rồi công ăn việc làm thì quá nhiều rồi. Thế mới các chủ đầu tư khác người ta mới đặt dự án, chứ không thì đâu ra người ta đặt. Được chưa? Đấy, thì chúc các bạn sẽ đầu tư an toàn, thành công, thắng lợi, có lợi nhuận. Đặc biệt phải an nhàn thư thái để cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.